Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tháng 9 âm lịch đã đi qua, nhưng vận đen vẫn còn liên tục đeo bám những con giáp này trong tháng 10 âm lịch. Những con giáp này khổ tận cam lai, không ngóc đầu lên được, trong công việc gặp nhiều trắc trở, bất lợi, bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp chơi xấu, làm tốt đến đâu cũng vẫn bị đố kỵ và soi mói. Tài lộc thì đen đủi, đầu tư thua lỗ, cho bạn vay tiền thì không đòi được. Họ luôn cảm thấy bế tắc và không tìm ra lối thoát. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một, tuổi Tỵ. Trong tháng 10 Tân Hợi, người tuổi Tỵ đương đầu với cục diện tương xung nên vận khí giảm mạnh, gặp nhiều trở ngại, khó được yên ổn. Theo đó, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn. Công việc. Công việc liên tục xảy ra những trục trặc không tên, áp lực tinh thần cũng ngày một lớn. Có những việc tưởng chừng sắp hoàn thành đến nơi, đến giai đoạn cuối cùng lại gặp trắc trở, cuộc sống phải dừng lại vì lý do khách quan nào đó. Nếu không giữ được sự bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề vào lúc này, bạn sẽ càng gây ra sai lầm nghiêm trọng hơn, khiến sự tín nhiệm của cấp trên vơi đi ít nhiều. Cạnh tranh cũng tăng lên, điềm báo tiểu nhân đeo bám khá rõ. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là nhờ nguyệt lệnh Lâm Đế Vượng hỗ trợ nên chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng là sẽ gặt hái kết quả như ý. Tài lộc. Tháng mới này hung tinh hoành hành, tài lộc của tuổi Tỵ giảm sút khá nhanh, khó tránh khỏi tình trạng hao tài tốn của, tiền vào tay rồi lại đi ngay, khó mà tích lũy được. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rút lui nếu đang có dự án dang dở. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Tình cảm. Vận trình tình cảm ngày càng rối ren, phức tạp hơn, người đến kẻ đi nhanh chóng, chưa kịp định hình đó là mối quan hệ gì thì mọi thứ đã rẽ sang hướng mới, vượt tầm kiểm soát của con giáp này. Có thời báo chia ly, rạn nứt về tình cảm ở trong tháng, bạn nên công tác chuẩn bị. Sức khỏe. Tinh thần áp lực và căng thẳng khiến sức khỏe của con giáp này đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Người tuổi Tỵ nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. 2. Tuổi Thân. Trong tháng mới, người tuổi Thân cần làm tốt, chuẩn bị tâm lý, bởi đây sẽ là một tháng nhiều thách thức và cả sóng gió với bản mệnh. Tháng này bạn nhất định phải học cách giữ mình, tránh xa thị phi, tranh đoạt để không bị cuốn theo những vòng xoáy gây hại cho chính mình. Công việc. Cục diện tương hại án ngữ làm đảo lộn mọi kế hoạch của những chú khỉ. Những toan tính trước đó của bạn có thể không theo kịp sự biến động của thời tiết. Hiệu quả công việc giảm sút đáng kể, làm giảm cả uy tín và hình ảnh cá nhân mà bạn nỗ lực xây dựng từ trước đó. Nhìn chung tháng này sẽ có nhiều việc không thực sự như ý. Con giáp này cần tìm cách để nhận định đó là do vấn đề của chính mình hay do hoàn cảnh trước khi đưa ra lời phán xét. Nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi, không ai hoàn hảo cả, miễn là bản mệnh biết nguyên nhân là gì và tìm cách xử lý chúng. Tiền bạc. Đây sẽ là một tháng không mấy thuận lợi và may mắn đối với người tuổi Thân về mặt tài chính. Dù lương lậu ổn định nhưng chi phí cuộc sống lại tăng lên nhiều, khiến các khoản chi ra vượt cả thu vào. Đồng thời, những khoản đầu tư của bạn cũng dễ bị thua lỗ nên kinh tế lại càng thêm eo hẹp. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Tình cảm. Trong tháng, nhân duyên của tuổi này khá vượng nhờ mộc dục cát tinh mang tới. Cơ hội cải thiện tình cảm có nhiều, nhưng có thành công hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Những người đã kết hôn cần đặc biệt chú ý tới giữ gìn hạnh phúc gia đình vì có thể sẽ xuất hiện người thứ ba trong mối quan hệ của bạn. Sức khỏe.
Sức khỏe của bạn không được như ý, nhất là những người bị bệnh mãn tính thì lúc này dễ trở bệnh. Bản mệnh nên sắp xếp công việc xong sớm để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Ngoài ra, có âm sát hung tinh ảnh hưởng, chú ý họa huyết quang, tai nạn bất ngờ hoặc bệnh cũ tái phát. 3. Tuổi Sửu. Tháng 10 âm lịch này, người tuổi Sửu có nguy cơ phải đương đầu với không ít sự cố và trục trặc. Vận trình tháng sa sút, mọi việc diễn ra không được như ý, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng và tinh thần của con giáp này. Công việc. Nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên với bản thân. Cạnh tranh ngày càng gay gắt, lại có tiểu nhân quấy phá, dù bản mệnh muốn yên ổn, làm việc cũng khó. Nhưng bản mệnh đừng vì vậy mà quá lo lắng, chỉ cần bạn luôn bình tĩnh, giữ vững vị trí công việc và kiên trì, nỗ lực, tiến lên thì tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi. Khi bạn không để những tác nhân bên ngoài cuốn đi thì mới có thể đủ sáng suốt để tháo gỡ khó khăn. Tài lộc. Tháng này không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của bản mệnh khá ảm đạm. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại bởi sức lực có hạn nên chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Tình cảm. Vận trình tình cảm ngày càng rối ren, phức tạp hơn, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện, tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc. Dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa ai thực sự khiến bản mệnh rung động. Sức khỏe có dấu hiệu sa sút do căng thẳng và áp lực kéo dài, tình trạng này không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn, do đó tuổi Sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. 4. Tuổi Thìn. Chịu ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, vận trình tháng mới của người tuổi Thìn khá bất ổn, thăng trầm bất định. Công việc. Mặc dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và chí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường nhưng khó tránh khỏi vận nguyệt lệnh chơi xấu. Công việc tháng này gặp nhiều khó khăn và trở ngại, các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa, sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung. Hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự. Đặc biệt, bạn nên tôn trọng các lộ trình sẵn có, tránh sáng tạo hay mạo hiểm vượt ngoài khuôn phép. Tài lộc. Về tài lộc, hung tinh xuất hiện khiến tài chính ảm đạm, có dấu hiệu tổn hao nặng nề. Thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống, khiến tiền của thất thoát, tiền mất tật mang. Tài khí sa sút nên bạn tốt nhất chớ nên tham gia vào các hoạt động đầu tư kẻo tiêu tán tài sản. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Tình cảm. Chuyện tình cảm của người tuổi này không hề dễ dàng trong tháng Kỷ Hợi này. Nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh. Chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt. Người nhà nên quan tâm chăm sóc nhiều hơn tới nữ mệnh tuổi Thìn. Sức khỏe. Phương diện sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, chủ yếu do áp lực tinh thần khiến bạn thường xuyên gặp phải tình trạng đau đầu, ăn uống kém ngon, có thể bị sụt cân. Bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với người bạn tin tưởng để sớm giải tỏa tâm lý. 5. Tuổi Tuất. Công việc. Đây sẽ là một tháng vận trình của người tuổi Tuất, không ít chuyển biến tích cực, nhưng mọi thứ diễn ra khá chậm, đòi hỏi bản mệnh phải thật sự kiên nhẫn và bền bỉ. Cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau, nếu biết tận dụng và vượt qua được, bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Thời điểm này bạn nên tự dựa vào sức của mình, đừng trông chờ hay dựa dẫm vào bất cứ ai, bởi chẳng ai biết bạn cần làm gì để đạt được mục tiêu mình mong muốn hơn chính bản thân bạn. Thời gian này bạn khá xông xáo nên dễ đưa ra những quyết định táo bạo có lợi cho con đường sự nghiệp sau này. Nhìn chung bản mệnh hầu như không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng bận rộn, chạy đôn chạy đáo để lo công chuyện. Tài lộc.
Tháng này bạn ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, tài lộc bị kìm kẹp, buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc trở ngại nhất định cũng do đụng độ hung tinh kiếp tài. Vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ, pháp lý. Để hóa giải vật đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Tình cảm. Tình cảm thuận lợi cũng là một điểm sáng trong tháng của người tuổi Tuất. Được các tinh che chở, người có đôi có thể nhanh chóng tiến tới hôn nhân, gây dựng hạnh phúc từ gia đình nhỏ của riêng mình. Người độc thân cũng có nhiều lựa chọn đáng hứa hẹn. Sức khỏe. Sức khỏe của bản mệnh cũng đang ở mức ổn định, không có biểu hiện gì đáng lo lắng. Tuy nhiên cũng đừng vì thế mà chủ quan. Hãy duy trì lập lịch tập thể dục thể thao đều đặn để cơ thể quen với nhịp độ tập luyện thường xuyên. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị những con giáp xui xẻo nhất tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!